có một vụ án ám ảnh người dân Nhật Bản đến hàng thế kỷ. Đó là vụ án bà mẫu ác quỷ bỏ đói 169 đứa trẻ đến chết, giấu xác khắp thành phố, và bản án gây phẫn nộ tột cùng. Vụ việc này từng gây ra chấn động cả đất nước xứ sở hoa anh đào, nhưng không ai ngờ một bà mẫu lại có thể tàn nhẫn đến thế với những đứa trẻ như vậy. Và nhiều năm sau, người ta vẫn không thể quên được khuôn mặt cùng hành động tàn ác của bà ta năm ấy. Hãy cùng với Độc Thám TV đi tìm hiểu về vụ án bà mẫu ác quỷ. Ngày 12 tháng 1 năm 1948, hai sĩ quan cảnh sát từ khu vực Waseda ở thành phố Tokyo, Nhật Bản vô tình phát hiện hài cốt của 5 đứa trẻ sơ sinh. Phát hiện gây sốc đó khiến họ nảy sinh nghi ngờ. Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng không tự nhiên mà chết. Và một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ người phụ nữ có tên là Mizuki Ishikawa cùng chồng của ả. Hai kẻ đứng sau cái chết của hơn 100 đứa trẻ sơ sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1948. Vụ án đã khiến người dân của cả đất nước Nhật phải rùng mình ớn lạnh. Cho tới tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Mizuki Ishikawa thì người ta lại cảm thấy sợ hãi. Họ gọi ả bằng những cái tên như Demon Midwife, bảo mẫu ác quỷ, hay là Onisamba, tức là quỷ sản bà. Lầm đường lạc lối. Mizuki Ishikawa sinh năm 1897 tại thị trấn Kunitomi, tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản. Bà ta có một tuổi thơ kém may mắn khi bị chính cha ruột của mình thường xuyên đánh đập dã man và bỏ đói. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Mizuki vẫn thi đậu vào trường đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mizuki đã kết hôn với người đàn ông có tên là Kateshi Ishikawa. Mizuki là một nữ hộ sinh trong bệnh viện phụ sản Kotobuki nhiều năm sau đó và trở thành giám đốc bệnh viện vì có kinh nghiệm làm việc, hay nói một cách đơn giản là sống lâu lên lão làng. Vào những năm 1900, ở Nhật Bản chưa hề có một hệ thống bằng cấp hay là chứng chỉ đào tạo nào chính thức cho vị trí nữ hộ sinh hay là bảo mẫu. Mizuki được nắm giữ chức vụ cao nhất của một bệnh viện như vậy là vì bà ta có kinh nghiệm lâu năm. Năm 1945, Nhật Bản buộc phải ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện để kết thúc chiến tranh. Đất nước mặt trời mọc phải chịu một cuộc khủng hoảng xã hội khủng khiếp do hậu quả đau thương của một cuộc chiến tranh, bom nguyên tử và bất ổn kinh tế. Đó đều là những khó khăn mà mỗi quốc gia đều phải nếm trải sau mỗi trận chiến như vậy. Vào thời điểm đó, phần lớn người Nhật Bản rơi vào cảnh khốn cùng, lương thực cạn kiệt, phúc lợi xã hội và đời sống người dân đều bị tác động không nhỏ. Điều đó cũng dẫn đến một hiện tượng xã hội mà người ta gọi là bùng nổ trẻ em. Những đứa trẻ cứ thế mà ra đời không thể kiểm soát. Người ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do đất nước khó khăn, không có những chiến dịch tuyên truyền giáo dục, kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng bị chia ly trong chiến tranh được đoàn tụ. Vì phá thai là bất hợp pháp ở Nhật Bản trong thời gian này, nên nhiều cặp vợ chồng đã sinh con mà họ không có khả năng nuôi dưỡng chúng. Là một người tiếp xúc trực tiếp với các bà mẹ trong bệnh viện phụ sản, Mizuki đã thấy điều này và cũng biết rằng các nguồn lực từ thiện còn rất yếu. Bằng cái đầu tính toán lạnh lùng của mình, bà ta cho rằng sẽ là giải pháp tốt nhất nếu những đứa trẻ này chết đi. Hành động tàn ác. Làm bất cứ điều gì để ngăn ngừa mang thai đã bị trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả việc bỏ rơi một đứa trẻ đến chết. Vì vậy, những người dân nghèo không biết phải làm gì với con cái của họ, hoặc những người có thai ngoài ý muốn đã nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Mizuki. Và để giải quyết những sinh linh có mặt không đúng lúc ấy, Mizuki yêu cầu bỏ đói lũ trẻ để chúng chết khô thì mang đi. Thủ đoạn tàn độc như vậy nhưng ả ta cũng không cần giấu giếm. Trên thực tế thì nhiều nữ hộ sinh làm việc tại bệnh viện đã lên án những gì mà bà ta làm, nhưng lại không ai có bất cứ một hành động nào để ngăn cản bà ta. Mizuki sớm nhận ra rằng ả sẽ cần sự giúp đỡ nếu thực hiện thành công kế hoạch của mình. Vì vậy, ả ta đã lôi kéo chồng và một bác sĩ có tên là Shiro Nakayama vào việc kinh doanh của mình. Phải nhấn mạnh đến hai chữ kinh doanh, vì kế hoạch của bà ta là nhằm mục đích kiếm tiền, sinh lợi nhuận và dịch vụ thủ tiêu trẻ sơ sinh từ đó mà ra đời.
Miyuki cùng với chồng là Takeshi Ishikawa nhìn ra một cơ hội kiếm tiền dễ dàng từ những đứa trẻ bởi bà ta nắm được tâm lý của các cặp vợ chồng nghèo và thuyết phục họ rằng chi phí cho dịch vụ của bà ta chắc chắn sẽ ít hơn là khoản tiền để nuôi dưỡng một đứa trẻ trong thời buổi kinh tế khó khăn như vậy. Và chỉ cần trả một khoản tiền cho Miyuki thì những cặp vợ chồng có con không mong muốn sẽ chẳng bao giờ phải lấy lại con mình nữa. Miyuki Ishikawa sẽ lo việc giết chết những đứa trẻ, chồng của bà ta sau đó sẽ thu tiền từ các bậc phụ huynh. Còn bác sĩ Nakayama chịu trách nhiệm tạo ra giấy chứng tử giả. Kế hoạch của chúng tưởng chừng như khá hoàn hảo cho đến khi cảnh sát phát hiện xác chết của 5 đứa trẻ sơ sinh. Con số gây ám ảnh. Miyuki cùng chồng mình bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 1 năm 1948, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những sự thật rùng rợn hơn họ nghĩ. Trong khi cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm và chờ đợi một phiên tòa, thì cuộc điều tra đã dẫn họ và thám tử đến một ngôi đền, nơi mà họ tìm thấy khoảng 30 thi thể em bé sơ sinh được chôn cất trong khuôn viên và khoảng 40 thi thể khác trong ngôi nhà của một người đã chết. Tất cả đều chết theo cách giống như 5 đứa trẻ được phát hiện ban đầu. Các nhà chức trách không thể thống kê chính xác được số lượng trẻ em đã chết dưới tay của bảo mẫu ác quỷ ấy. Con số chính thức được đăng trên các tờ báo lúc bấy giờ là 103. Tuy nhiên, người ta tin rằng tổng số trẻ em chết ít nhất là 169. Phiên tòa xét xử gây rúng động. Trước tòa, Adamba tàn ác này còn luôn miệng chối tội. Bà ta tuyên bố trong phiên tòa rằng mình không liên quan gì đến những chuyện này và lời giải thích được đưa ra là cha mẹ của những đứa trẻ đã bỏ rơi chúng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng. Về phần cơ quan điều tra thì lại không thể thu thập đủ bằng chứng để kết tội Miyuki Ishikawa và chồng của bà ta, nên tòa án tối cao Nhật Bản buộc phải kết tội ả 8 năm tù giam vì tội vô trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, còn người chồng chịu mức án 4 năm tù. Sau đó, họ kháng cáo khiến cho tòa phải giảm một nửa hình phạt. Miyuki chỉ ở tù 4 năm, còn chồng bà ta ở tù 2 năm. Bản án này gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận Nhật Bản bởi ai cũng cho rằng nó là quá nhẹ nhàng đối với một tội ác tay chơi mà vợ chồng bảo mẫu ác quỷ này gây ra. LT Helino, Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.